chào các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Hoắc Kiếm Hòa. Hoắc Kiếm Hòa sinh vào ngày 26 tháng 12 năm 1979 là nam diễn viên, ca sĩ người Đài Loan. Hoắc Kiếm Hòa sinh hoa trong một gia đình cán bộ công chức Đài Loan, xuất thân trong một gia đình có truyền thống về pháp luật nên anh đã nhận được sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc từ người cha của mình. Ngay từ nhỏ, anh đã rất yếu ớt và mắc bệnh suyễn nên sớm được gia đình cho đi học Taekwondo để cải thiện thể lực. Nhờ sự giáo dục nghiêm khắc này mà đã hình thành nên tính cách nghiêm túc, không ngại khổ cực, không thích đi đường vòng, không thích tạo quan hệ, không thích xã giao, tất cả đều phải dựa vào sự cố gắng của bản thân. Điều đặc biệt chú ý trong các vấn đề về pháp luật, anh cũng như sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Năm 10 tuổi, bố mẹ của anh ly hôn, Hoắc Kiếm Hòa ở cùng với mẹ. Điều này đã hình thành tính cách rụt rè, hướng nội, sợ người lạ và không thích nơi đông người của anh. Hoắc Kiếm Hòa có niềm đam mê ca hát từ nhỏ vì theo đuổi ước mơ. Năm 15 tuổi, anh bắt đầu học hát. Năm 18 tuổi, anh chính thức ký hợp đồng với công ty quản lý và làm các công việc đằng sau hội trường. Sau đó, anh vào quân ngũ 2 năm. Năm 2002, vì đệ bài hát chủ đề cuối phim, anh đã đi thử vai và chính thức bước vào giới giải trí với vai chính đầu tiên trong bộ phim Hái Sao. Hoắc Kiếm Hòa đã nhanh chóng tạo được sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai của mình. Năm 2003, từ vai phụ trong bộ phim Chuyện Tình Biển Xanh, nhà sản xuất âm nhạc Trung Hiểu Cương, đẹp trai, si tình đã khiến Hoắc Kiếm Hòa trở nên nổi tiếng. Vì thành công của bộ phim đã mang đến cho anh rất nhiều vai diễn và kịch bản. Anh đã phá kỷ lục khi tham gia diễn xuất 7 bộ phim truyền hình trong một năm. Cũng trong năm 2003, anh đã phát hành album đầu tiên Star, nhưng vì không chịu đựng được những nguyên tắc ngầm, sự chạy đua tuyên truyền theo mô típ ca sĩ trong giới âm nhạc Đài Loan, cũng như sự tiêu thụ ế ẩm của các album đã khiến anh gác lại ước mơ làm ca sĩ mà tập trung vào nghiệp diễn xuất. Năm 2004, vì hàng loạt các nguyên nhân bất khả kháng mà Hoắc Kiếm Hòa đã từ bỏ mọi danh tiếng, địa vị ở Đài Loan để đến Trung Quốc đại lục làm lại từ đầu. Trong vòng một đêm, các fan xứ Đài gần như toàn bộ đều quay lưng với anh vì nghĩ anh đã phản bội họ. Chỉ một phần rất nhỏ ở lại nhưng đều rất trung thành đến tận sau này. Khi anh quay lại Đài Loan thăm anh trai thì những fan ngày xưa đều ra đón anh khiến anh cảm thấy xúc động. Sau đó, anh từ bỏ tiền túi để mà tổ chức buổi gặp mặt fan tại quê nhà. Năm 2009, anh tham gia bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 trong vai Từ Trường Khanh cùng với mối tình ba kiếp với Tử Huyền do Đường Yên đóng. Sự thành công của bộ phim đã đưa anh và dàn diễn viên trong phim Hồ Ca, Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thị Thị lên thành diễn viên hạng A của giới showbiz. Năm 2014, lần đầu tiên anh dùng thân phận nhà sản xuất kiêm nam chính để ra mắt khán giả bộ phim Kim Ngọc Lương Duyên. Bộ phim cũng đánh dấu sự hợp tác lần thứ 2 của anh và Đường Yên sau thành công vang dội của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Bộ phim cũng đã mang lại cho anh giải thưởng nam diễn viên được yêu thích nhất tại khu vực Cảng Đài, cặp đôi màn ảnh ngọt nhất cùng với Đường Yên. Năm 2015, Hoắc Kiếm Hòa tham gia bộ phim Hoa Thiên Cốt với vai chính là Bạch Tự Họa. Bộ phim đã thành công vang dội không chỉ ở Trung Quốc đại lục, còn mang tên tuổi của anh vươn tầm châu lục. Khi chuyển hướng sang Trung Quốc đại lục, anh đã nhận được rất nhiều vai diễn khác nhau để nâng cao trình độ diễn xuất của bản thân. Anh cũng từng nhận được sự đối đãi không công bình của đoàn phim nên luôn luôn cố gắng làm việc chỉ để một ngày để có thể nhận được sự đãi ngộ công bằng. Và anh cũng sẽ đối đãi công bằng với người khác. Ở phim trường, luôn tự lấy phục trang, giúp đỡ đoàn làm phim, bưng bê dụng cụ, ăn uống, nghỉ ngơi cùng mọi người trong đoàn, tự cầm ô chè, không muốn làm phiền người khác. Lúc quay xong thì ngồi yên lặng đọc kịch bản, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Điều này đã khiến cho những ai từng hợp tác với anh đều có ấn tượng tốt đẹp và luôn dành sự tôn trọng nhất đối với anh. Nhà có những cố gắng mà nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân đã đem lại cho anh hàng loạt các vai diễn kinh điển trong lòng người hâm mộ như Lý Á Thọ, Từ Trường Khanh, Ly Ca Tiếu, Lưu Liên Thành, Lưu An Thuận, Cố Thanh Minh, Kim Nguyên Bảo, Bạch Tự Họa, Bạc Cạc Ngôn, Càng Long Đế. Mỗi vai diễn của Hoắc Kiếm Hòa đều có cuộc đời và tính cách khác biệt, luôn mang lại cảm giác mới lạ và hấp dẫn cho khán giả. Những bộ phim hay của Hoắc Kiếm Hòa như Võ Thập Làng, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Quái Hiệp Nhất Chi Mai,
Khuynh Thế, Hoàng Phi, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Phiêu Môn, Chiến Trường Xa, Kim Ngọc Lương Duyên, Hoa Thiên Minh Cốt, Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến, Nữ Y Minh Phi Truyện, Hậu Cung Như Ý Truyện. Các bộ phim mà Hoắc Kiếm Hoa đã tham gia: phim điện ảnh Làm Tóc năm 2005, Hiệp Ước Hoán Thân năm 2009, Cứu Binh Vượt Thời Gian năm 2012, Tuần Trăng Mật Cùng Tình Địch năm 2014, Sự Thật Cấm Khu năm 2015, 28 Tuổi Vị Thành Niên năm 2016, Trò Chơi Trốn Tìm năm 2016, Chí Mạng Đếm Ngược năm 2016, Bao Giờ Trăng Sáng năm 2017, Kiến Nghiệp Đại Quân năm 2017, Chuyện Tình Mùa Đông năm 2019. Các bộ phim truyền hình mà anh đã tham gia: Hai Sao năm 2002, Thiếu Niên Phố Tây, Ma Lạp Tiên Sư, Khu Vườn Bí Mật, Chuyện Tình Biển Xanh, Những Cô Gái Xinh Đẹp năm 2003, Ngàn Vàng Tiểu Thư Thiên Kim, Thiên Hạ Đệ Nhất, Giấc Mơ của Ly Trang, Tàu Điện Ngầm năm 2004, Lục Bảo Thạch Trên Nóc Nhà, Hồng Phất Nữ năm 2005, Võ Thập Lang Nam Tài Nữ Sắc năm 2006, Ái Tình Chiếm Tuyến năm 2007, Yên Chi Tuyết Thương Thành Chi Luyến năm 2008, Tân Nhất Tiễn Mai, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Nhất Nhất Tiến Lên năm 2009, Thám Tử Đường Làng, Quái Hiệp Nhất Chi Mai năm 2010, Cảm Động Sinh Mệnh, Khuynh Thế Hoàng Phi năm 2011, Hình Giang Sư Gia, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 2012, Phiêu Môn năm 2013, Chiến Trường Xa, Vi Sư Sắc Sảo, Kim Ngọc Lương Duyên năm 2014, Hoa Thiên Cốt, Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến năm 2015, Mỹ Y Minh Phi Truyện năm 2016, Hậu Cung Như Ý Truyện năm 2018, Chúc Mộng Tình Duyên năm 2019. Về âm nhạc, Hoắc Kiếm Hoa có chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, ban đầu khởi nghiệp với ước mơ làm ca sĩ nhưng số phận đã đưa anh với con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Các nhạc phim mà anh đã thể hiện: Hạnh Phúc Dưới Ổ, các khúc trong bộ phim Hái Sao và Khu Vườn Bí Mật; Tình Yêu Kẹo Bông, các khúc trong bộ phim Hái Sao; Hái Sao, các khúc trong bộ phim Hái Sao; Lai Khứ Tự Như, các khúc trong bộ phim Hái Sao; Somebody, các khúc trong bộ phim Thiên Kim Minh Tiểu Thư; Lúc Đó, các khúc trong bộ phim Thiên Hạ Đệ Nhất; Em Là Đệ Nhất, các khúc trong bộ phim Thiên Hạ Đệ Nhất; Tiêu Dao, trong các khúc trong bộ phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ; Khuynh Thế, trong bộ phim Khuynh Thế Hoàng Phi; Anh Sẽ Mãi Nhớ Em, các khúc trong bộ phim Chiến Trường Xa, song ca cùng với Dương Tử; Thời Gian Đẹp Nhất, các khúc trong bộ phim Kinh Ngọc Lương Duyên, song ca cùng với Đinh Đàng; Không Thể Nói, các khúc trong bộ phim Hoa Thiên Cốt, song ca cùng với Triệu Lệ Dĩnh. Các album mà anh: năm 2013, Lẻ Ba, Star. Các giải thưởng mà anh đã đạt được: năm 2006, nam diễn viên được chú ý nhất của năm do Sira bình chọn; năm 2010, bộ phim Nhất Nhất Tiến Lên đoạt giải Liên hoan phim truyền hình do Đài An Huy tổ chức; năm 2010, Soho TV Drama, phim truyền hình có sức sống nhất, phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3; năm 2010, R16 Thượng Hải Festival, phim truyền hình được yêu thích nhất, phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3; năm 2011, nam diễn viên được yêu thích nhất của mạng Roku; năm 2011, phim truyền hình được yêu thích nhất của mạng Roku, Quái Hiệp Nhất Chi Mai; năm 2012, tại Liên hoan phim quốc gia, bộ phim truyền hình xuất sắc nhất, Cảm Động Sinh Mệnh; năm 2012, bộ phim truyền hình yêu thích nhất, Cảm Động Sinh Mệnh; năm 2013, Liên hoan phim truyền hình quốc gia, Nam Thần được yêu thích; năm 2013, Quốc kịch Thịch Điện do Đài Hồ Nam tổ chức chiến thắng trong cuộc bình chọn nam diễn viên được yêu thích nhất; Quốc kịch Thịnh Điện do Đài Hồ Nam tổ chức chiến thắng trong bình chọn bộ phim truyền hình được yêu thích nhất, Tiếu Ngạo Giang Hồ; năm 2013, Liên hoan phim Trung Quốc được tổ chức tại Chiết Giang, diễn viên được yêu thích nhất; năm 2014, bộ phim Kim Ngọc Lương Duyên và Chiến Trường Xa đã đưa Hoắc Kiếm Hoa nhận giải nam diễn viên yêu thích nhất khu vực Cảng Đài; nhận giải cặp đôi màn ảnh lãng mạn cùng với Đường Yên; phim Chiến Trường Xa đạt giải top phim truyền hình xuất sắc; năm 2015, Liên hoan phim Thượng Hải, phim truyền hình xuất sắc, Tiêu Môn;
Đêm hội Y Quỷ 2016, diễn viên được yêu thích nhất Hoắc Kiếm Hòa, Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt. Nhận giải nhân vật có sức ảnh hưởng của năm do tuần báo Trung Hoa tổ chức. Quốc kịch Thụy Điển do Đài Hồ Nam tổ chức, chiến thắng trong cuộc bình chọn diễn viên được hoan nghênh nhất. Quốc kịch Điển do Đài Hồ Nam tổ chức, chiến thắng trong cuộc bình chọn vai diễn được khán giả yêu thích nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.